thấy nổ nhóc vậy nè. Dạ con xin thân kính chào cô chú anh chị các bạn, mời quý vị bạn đi lưu chỗ anh Thảo ở Hậu Giang mà vàng ha. Này mình vô trong nhà nha, ngoài vườn thì cũng 400-500 cây, trong nhà đây cũng có ha, đầy đủ luôn. Đây dạo dạo yên thiền chậu cái tết ha, tàn điệu chứ có số cây nổ rất là kẹo. Rồi đã mất gian thì mình đi vào vô clip cho cô chú anh chờ đợi nha. Clip vừa qua cảm ơn quý cô chú chị ủng hộ khá là nhiều. Đây, nụ nè quá trời luôn ha. Rồi chào anh Thảo ơi. Rồi chào bông sen thơ, chào cô chú anh chị ha. Dạ. Hôm nay em có clip mai 20 cây nha chú anh chị, chỗ 6 nha chú anh chị. Địa chỉ của em là Đông Phú, Châu Thành, Hậu Giang ha. Em tên Hảo nha cô chú anh chị. Ồ, nụ quá trời nụ. Số điện thoại của em là 0985071729 nha cô chú anh chị. Cái này nhìn cái này lực lắm nha cô chú anh chị. Một xương điệu, một cốt thẳng. Phải chỗ 6 chứ, thường thường ta vô chỗ 7 đó mà em vô chỗ 6 à. Cho nó nhẹ. Quá trời nụ luôn. Nụ điệu cây luôn á. Cây lực cây. Cây này nó có đế nở. Đế nở. Đế nở. Cây này đẹp lắm nha chú anh chị. Đế trồng do luôn. Một cốt giót luôn nè. Cái này đo tại vị trí này là 29 nha cô chú anh chị. 295 mà tính 29 nè. Cây này 29. Còn điều điều cây chứ. Tới chưa cơ? Ta ngang 1m8 nha cô chú anh chị. Đủ điều cây luôn, như cái đạt luôn. Dương dương. Cái này là nó ngã màu chanh là nữa, nở bông đẹp lắm nha chú anh chị. Chiều cao 1m9 nha. Cây A1 này em giao lưu 2,5 triệu nha cô chú anh chị. Ship cho cô chú anh chị là 200 cây số nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Nếu mà cô chú anh chị nào có yêu cầu ship việc theo thì mình thỏa thuận với nhau nha cô chú anh chị. Giờ phép đổi cây. Rồi, phép đổi cây luôn. Tiếp theo cô chú ạ. Tiếp theo là cây A2 nha cô chú anh chị. A2 một cốt tàng thông nè, cây này có đế đẹp lắm nha cô chú anh chị. Để nở nữa. Chị xem kỹ giùm em ha. Nụ nút thì em bao cho cô chú luôn. Không nút nụ nè. Nụ điều gan, nụ to to không? Điều gan. Từng lá luôn. Quá trời nụ quá. Nụ này bông gan luôn. Nụ này nó bông ra cách lượng. Không nhiều cánh. Nụ vàng khè luôn. Quá trời nụ luôn. Mai em là giả Thủ Đức ghim nha chú anh chị. Để coi nở có cũ luôn. Cái này có cái đế nở đẹp. Vị trí này là 24 nha cô chú anh chị. 24. Quanh 24. Để nở đẹp nha. 24. Quá trời nụ luôn. Nụ quá trời kẹo. Chiều ngang là 1m6 nha. Chiều ngang 1m6. Đây là nụ ghê gớm rồi chứ. Nụ to to không. Cái ngang là chiều cao là 2m nha cô chú anh chị. Chiều cao 2m. Cái này em giao lưu với cô chú anh chị là 2 triệu nha cô chú anh chị. Cái này nụ to to không. Cái này đế đẹp lắm nha. Ừ, có thích nào liên hệ tiếp với chỗ Thảo nha. Nếu mà cô chú chị nào muốn mà mua sỉ thì cũng có giá sỉ luôn nha chú chị. Dạ rồi, phép bỏ cây luôn. Phép bỏ cây luôn. Mình tiếp theo cô chú mà. Tiếp theo là cây A3 nha cô chú chị. A3, một cốt tàn thông luôn nha chú chị ơi. Ồ, cái này bự, cái này nụ quýp luôn nha cô chú chị ơi. Quá trời một cốt, thẳng, cây điều. Thẳng gan luôn. Cái này đế nở luôn nha cô chú chị. Ồ, đế nở. Ồ, ra cái thành cái cũ luôn. Có cũ luôn á, tại em không có bư lên. Cái này cũ với bự lắm à. Cái vị trí này là 25 nha cô chú anh chị, 25. Dạ, quạnh 25. Một cột thẳng bự luôn.
thấy chưa, thấy chưa cơ, nó ngang 1,5 m nha, đồ chất lượng luôn. Ủa, cây này là dữ lắm ông luôn nha chị. Đúng rồi, kẹo luôn, chi chít chứ. Lộ quá trời nổi. Chiều cao 2,1 m nha cô chú anh chị. Quá trời nụ luôn. Quá xa nụ luôn á. Dữ lắm luôn. Quá xa nụ. Cây này là cây A3 này em giao lưu với cô chú anh chị là 2,5 triệu nha. Bao cho cô chú anh chị là 200 cây số nha cô chú anh chị. Cây này cũ luôn. Cây này là một cốt. Thằng thông, chỉ cần điều luôn. Chỉ cần điều ra luôn. Cốt thẳng. Đó. Thế gọi phép đỡ cây cơ chứ mà. Đỡ cây luôn. Rồi tiếp theo rồi, cây tiếp, A4. Tiếp theo cây A4 nha chú anh chị. Một cốt tàn thông luôn nha cô chú anh chị. Đó. Chờ cái tàn to vừa luôn. Tàn xương lực luôn, chỉ cần điều. Tàn tròn do luôn. Tàn ở tròn ủng luôn á. Nụ nút là cô chị an tâm đi, nụ to không à. Trời ơi. Nụ to, to thật luôn nha. Mới gà chứ nè. Bóng, dạng thật luôn. Luôn á. Nụ này là một nụ nở ra năm mấy bông không đó nghe. Quá xá luôn rồi. Nó đâu mình thằng chị xem nha. Mình thằng 22. Dạ rồi, khoảng 22. 22. Có thằng cái điều. Nụ dữ lắm nụ luôn, quá nhát cái này. Cá ngang 1,7 m nha cô chú chị. Nụ nè. Nụ nè lên đây. Ờ cái về về nè. Để vô cái nó bịt chịch cho em biết không. Chị cao 1,7 m nha cô chú anh chị. Chị xem chị cần hộ em ha. Quá trời đẹp ha, chị cần đẹp. Còn do luôn. Còn giá luôn. Còn chê luôn. Rồi cây này em giao lưu với cô chú anh chị là 1,7 triệu nha. Đây rồi, em đỡ cây luôn. Theo cây A5 nha chú anh chị. To bự. Theo là cây A5 nha. Cây này bự lắm nha cô chú anh chị. Còn do. Do là kính mít nụ nút luôn chị an tâm đi. Nụ nút à, bao nụ nút luôn á. Cây này nó có xù me đó nghe cô chú chị ơi. Xù me đó. Chắc vườn xù me. Một cốt thẳng trên điệu. Ngay vị trí này là 25 nha cô chú chị, 25. Quả 25. Ồ, nụ quá trời luôn. Cá ngang là 1,8 m nha cô chú anh chị. 8. Gan luôn. Điều ghê. Ồ, điều cây luôn. Ờ, điều lá. Chiều cao 1,7 m nha. Ngang 1,8 m, chiều cao 1,7 m. Quá xa nụ ha. Cây A5 này em giao lưu là 2,2 triệu nha cô chú anh chị. 2,2 triệu. Quá trời nụ luôn. Nụ bự không à. Đó, nụ này là tết nở là nhí luôn. Chị an tâm đi. Tàn điệu. Đồ kẹo ăn chiều còn do luôn. Thế rồi giá nữa đó chứ. Giờ giá nó rồi. Cây này A5 này là 2,2 triệu. 2,2 triệu. Thế rồi em đỡ cây luôn. Tiếp theo luôn. Tiếp theo là cây A6 nha chú chị. Cây nhìn đẹp lắm, lực lắm. A6, cây này một cốt lực lắm nha. Cây này quá đẹp luôn. Nụ nút là an tâm đi. Quá trời nụ. Còn bởi thiên nhiên nha. Chỉ cây này thẳng, đẹp. Tàn kính đều. Đều gan luôn. Tàn kính đều luôn. Nụ nút là khỏi chê luôn. Quá trình to không à. Nụ nút đều chứ. Quá trời nụ nút luôn. Từng đánh lá luôn ha. Đây là lực cây dưới. Xem nha, cây này lực lắm. Đẹp. Nhìn cây lực. U luôn nặng nặng. Quỳnh cái đây là 24 năm nha. 24 năm, gần 25 đó. Một cốt chi kinh điều. Nụ nhóc chân. Tán ngang một thước rưỡi nha, chú chị. Thước rưỡi. Nụ lắm nụ luôn. Chiều cao 1,9 m nha. Cái này em giao lưu với cô anh chị là 2 triệu nha, chú chị. 2 triệu. Đó, 2 triệu. Cả 6. Dạ rồi, hết đỡ cây của chú. Hết đỡ cây luôn. Theo K7 nha chú. Tiếp theo là cái A7 nha cô chú chị. Cái A7. Nhà xương đều. Thật ăn đều luôn.
còn do luôn nha quý vị, nấu nốt rồi chị an tâm đi. Dạ, thằng đa ăn điều gan à? Ăn điều gan còn do luôn, cái này như mâm sâu vậy. Đủ thì ok nha, chút xíu cho rồi cô chú anh xem ha. Hoành 24 ngàn cô chú anh chị, 24 một cốt hay lắc nhẹ, cá ngang 1,5 m nha, đủ dần thật luôn, chiều cao cũng 1,5 m luôn. Cây AM7 này em giao luôn 1,7 m nha cô chú anh chị, 1,7 m. Một điều cây dành dần thật cái tranh ha, nó càng còn do luôn, đã quá đẹp. Rồi phép đổi cây thôi chứ mà. Đổi cây luôn. À, cây 8 ngàn của chú chị. Cây này là nụ không. Quá sao có nụ luôn rồi chị ơi. Một cốt nè. Thằng thông nè. Cây này quỳnh lớn à. Tàn đều. Nụ này chi chích luôn á. Cốt thẳng. Bao nụ cho người chơi tết luôn. Quá xa nụ luôn á. Dữ lắm luôn. Ở trên thì nhìn thấy ghiền á. Ở dưới thì khỏi bao là luôn. Cây này là khỏi nói đi. Không thiếu chỗ nào mình chỉ dịch sơ sơ thôi, không có dịch kỹ, dịch kỹ nhìn nụ nhiều quá sợ, tại vì lo dịch vòng vòng không hết giờ quá xa nụ gan luôn, nụ từ lưa chứ từ lưa luôn nè, từ lưa nè quá xa một phút kèm điệu lực luôn. À, cho quà tới đâu mình thân gì xem nha. Mình như đây là 25 nha. 25. Lộ cái khỏi chê. Kèo chi chích. Có ngang 1,6 m nha. Chiều cao 1,9 m nha. Cây 8 này giao lưu với cô chú anh chị là 2,5 m nha cô chú anh chị. Dạ, 2,5 m. Tiếp cho cô chú anh chị là 200 cây số luôn nha. Thì gọi phép đổi cây luôn. Đổi cây luôn. Tiếp theo là cây A9 nha. A9. A9 nha cô chú anh chị. Cây cũng lực cây chứ cành điều. Cây đang tròn. Cái này lực lắm nha chị ơi. Gốc dữ lắm, to. Cành điều. Nụ nó nụ thì khỏi nói đi. Nụ đúng to rồi không à. Rồi nè. Về về chích hết càng trời rồi trời. Kẹo luôn. Không kẹo hết. Quá xa nụ luôn. Rồi, các bạn thân chị xem nha. Cái này nó có xù xù rồi đó nha chú chị. Để chút quay cái xù cho chị xem nha. Cái này hoành bự luôn. Cái này hoành 28. 28. Có cái xù. Đúng rồi, lên lên xuồng lên xuồng nghe chú vậy đó, xem kỹ cho mẹ không, trên đây lên cục bự luôn á, nắp trên nó nắp có chừng, lên cục u chà bá luôn, mấy nắp lá có chừng, nắp thẳng lên cục rất là bự ha. Đây là nụ to, cái này nụ to nở là đẹp lắm, nụ già nụ hết đầu lên nụ nó ngang 1,7 m nha. Chiều cao cũng 1,7 m luôn nha các chú anh chị. Cái A9 này là em giao lưu là 2,5 m nha các chú anh chị. Dạ rồi. Số điện thoại của em là 0985071729 nha các chú anh chị. Dạ rồi, tiếp đổi cây luôn. Đổi cây luôn. Tiếp theo luôn. Tiếp theo là cây A10 nha các chú anh chị. Chị cành quá trời kẹo ha các chú. Đây là chị cành đều luôn nha chị. Cái mít luôn càng kính. Gan luôn. Nó vô đều đều luôn nha. Đều luôn. Đã, quá kính. Rồi. Tụ đều cây cái rễ đào, dán kia nghe thằng đào ha. Dương dương lên ha. Đã, cái gian cây đào luôn. Đó. Tụ đều cái chứ. Tụ chắc lượng luôn. Nụ to to mà nụ nó đều cây mở gà hết trơn à. Sợ bông sai lắm. Rồi để cho bạn thân chị xem nè. Hoành thân là 20, 23,5 m nha.
3 rưỡi. Cá ngang 1m8 rồi chứ anh chị, 1m8. Chiều cao 2m nha. Cây 10 năm giao lưu 1,7 triệu nha cô chú anh chị. Đi gọt thêm nửa cây cô chú anh chị bạn. Nửa cây luôn. Tiếp theo cây A11 cô chú anh chị bạn. Trần do. Tiếp theo là cây A11 nha cô chú anh chị, A11. Cây này tàn tròn nha, một tốt đi. Trần do luôn nha cô chú anh chị. Đây trần do hay cô chú anh chị. Để bự không gì xem, để bự lắm. Dành nó nở lực bự. Anh nghe đây là 25 rưỡi nha, cô chú anh chị. 25 rưỡi. Cá ngang 1m7 nha. Nó cũng có điều cây nhỏ nhỏ. Chiều cao 1m5 luôn. Cây A11 này em giao lưu là 9.000 nha cô chú anh chị. 9. Lụ đều luôn. Lụ đều đều hơi nhỏ xíu thì mình lật lá sớm chút thôi. Không, lật lá cũng vừa tại lụ thấy vậy chứ. Ok. Cái này. Vậy hết luôn. Chưa phép bảo cây chứ phép bảo cây luôn. Rồi tiếp theo cây A12. Rồi tiếp theo là cây A12 nha các chú anh chị, A12. Tàn tròn do luôn. Trời kính luôn, đều ghê. Bật luôn nha. Tàn hơi bự. Mít à. Cây này tàn lớn lắm ạ. Nó là hoàn thân các chị xem nha. Có thẳng cây đều luôn. Cái này có xù me nữa nè có chứ gì. Hoành 25 rưỡi nha. Với me ha. Còn do luôn. Còn có phiền điều. Đủ có đầy đủ điều. Cá ngang 1m7 nha. Chiều cao 1m6. Đủ không vậy mà điều cây. Cây A12 này em giao lưu là 2 triệu mốt nha chú chị. 2 triệu mốt. Tàn quá đẹp chú chị ơi. Tàn còn do luôn. Dạ, nhiều chơi luôn. Cái cành hậu đẹp luôn. Để gặp thêm đỏ cây. Đẹp đỏ cây luôn. Theo cây A13 có chứ gì vậy? Tiếp theo là cây A13 nha chú chị. Cây này tàn tròn lực dữ lắm nha. Tàn tròn kinh mít luôn. Còn bông phải nấu luôn. Điều một cốt thay hay lắc nhẹ rồi nụ quá trời luôn cũng khiếp nè lên đây trời rồi nụ chi chích luôn cô chú nhỉ bạn. Dạ nụ quá trời luôn chỗ nào chỗ nấy luôn sao sao cái này nụ dữ lắm nụ luôn này là khỏi nói nữa chứ nè cái này khỏi cần dạch kiếm nữa quá đưa là thấy liền chùm chùm không nụ quá trời. Ôi, hay chị xem nha. Cái này để nở nở. Hoành 22 nha. Cá ngang 1m6. Cái nụ lắm nụ. Chiều cao 1m6 luôn. Cây A13 này em giao lưu 2 triệu nha chú anh chị. 2 triệu A13. Quá trời tàn đẹp luôn. Nụ kẹo. Giờ gặp phép nở cây luôn. Tiếp theo, tiếp theo là cây A14 nha chú anh chị. Dán tàn thông. Một cốt, tàn thông luôn nha. Chi cành đều. Chi cành đều luôn, nụ nút rồi chú anh chị khỏi lo. Tàn đều đều. Tàn đều gan luôn. Lúc lộ cũng đều đều luôn chứ mà đều cây mốt đều gan luôn
coi nó nụ nụ đều cho nha. Bự không, nụ to không? To to không. Một nụ nhóc chứ. Đều đều tại cái tăng cái tàn cái lá nó gọn gọn thon thon chứ nhìn nụ quá trời. Hoành 25 nha, 25 kìa, 25. Xù xù chứ nha. Cái này xù me. Cái này tàn mà ngang bự lắm à. Trái cho bánh chưa cái. Cái này 1m9 nè chú chị. Cá ngang 1m9 nè. Rồi, chiều cao. Chiều cao cũng 1m9 luôn nha. Cây này cây A14 này em giao lưu là 1.900.000 nha chú anh chị. 1.900.000. 1.900.000 cây A14. Rồi gọi phép đổi cây luôn. Rồi, đổi cây luôn. Cây A15 nha chú anh chị. A15. A15. Một cốt ha, thằng thông luôn nha chú anh chị. Bộ nút rồi khỏi nói đi. Rồi, thẳng luôn. Cành đều băng luôn. Đó, quá đều luôn ha. Dốc từ trên dưới luôn. Nụ thì ok, đều luôn. Đều gan luôn. Quá trời nụ luôn á. Chi chích luôn. Quá xa nụ. Nụ nụ ok luôn chứ mày. Rồi, để đâu mình thấy chị xem đi. Mình nghe đây là 25 nghe của chị, 25. 25. Một cốt tiền đều. Quá xa nụ nè. Có ngàn mét tư nha. Đủ chắc lượng nè. Điều. Chiều cao 2 mét. Cây A15 em giao lưu với cô chú anh chị là 1.800.000 nha chú anh chị. 8. Giờ gọi phép đổi cây luôn. Giờ gọi tiếp A16. Tiếp theo là cây A16 nha cô chú anh chị. A16. Cốt thằng thông trên đều đều luôn, cành đều luôn nghe chứ vậy, thằng lớn lắm nè, đây hết đều, cái quành đây ha, mình cái quành sao, lô ok chứ, quành 23 nghe có chứ vậy, 23. Được cái. Tán ngang 1m7 nha. Được cái. Chiều cao 2m nha chứ gì. 2m. Cái 16 này em giao lưu với cô chú chị là chiều 7 nha cô chú chị. Có nụ đều đều cây. Chiều 7 gan luôn. Còn cái này một cốt thẳng gan luôn nha chú chị. Cái gọt phép rõ cây luôn. Của chú nhiều bạn ơi. Rồi tiếp theo cây A17 nữa chứ. Tiếp theo là cây A17 nha. Cũng một cốt thẳng, chỉ cần đều luôn lực luôn. Nụ nút là bao luôn, thú chị luôn. Thẳng cũng tròn đều. Nụ thêm đều xa cái kẹo luôn. Quá xa nụ ha. Nụ rất là nhiều luôn. Mình thân ngay đây là 23 nghe cô chú anh chị, 23. Đây nở góc đó nở luôn. Ờ, đây mình không có khai thác kìa, khai thác là để nở dữ lắm. Đúng rồi. Một cốt tiền đều. Cá ngang 1m6 nghe cô chú anh chị. Đây nụ dữ lắm, nụ luôn, kẹo luôn. Đúng rồi. Chiều cao 1m8 nha. Đây lụ quá trời luôn. Điều cây. Cây này nhìn dáng cũng đẹp luôn. Cây này em giao lưu là cây A18 này. A17. A17 em giao lưu là 1.800.000 nha chú anh chị. Cây A17 em giao lưu là 1.800.000 nha. Giờ gọi thêm đổi cây luôn. Rồi tiếp theo A18. Tiếp theo cây A18 nha chú anh chị. A18 tàn lực luôn, tàn lực đều luôn nghe chứ chị. Cành đều một cốt thẳng, nụ nút là phải nói đi, đều gan luôn, nụ bự không tròn cho, tàn tròn.
Cái đế có cái, cũng có đế là có đế nở hay có lắm nha chị. Chị xem kỹ ha em ha. Đế nở nè. Cho bả. Tại em có mồi ra. Ngay vị trí này là 24 nha của chị, 24. Dạ, quanh 24. Nút luôn. To. Cá ngang 1,5 nha chị. Nhiều luôn. Chiều cao 1,9 nha. Cây A18 này giao lưu 1,8 triệu nha cô chú anh chị. 1,8 triệu. Cây A19. Cây A18, 1,8 triệu cô chú anh chị. Rồi phép đổi cây qua cây A19. Rồi phép đổi cây luôn cô chú anh chị. Rồi tiếp theo cây A19 nha cô chú. Tiếp theo là cây A19 nha cô chú anh chị. A19. Cây này cũng một cốt, phi cành điệu. Cành điệu luôn à, đủ nút đầu bao luôn cô chú anh chị. Chị xem kỹ giùm em ha. Tài cũng điệu luôn. Điều gan. Tài điều gan luôn nha. Đậm nút rồi điều gan luôn. Đậm to to luôn. Có đầy đủ. Đầy đủ luôn. Điều cây nha. Nụ rất là điều cây. Nó không có dày nhưng mà điều cây nè. Hôm nay là cô chú anh chị dư sức chơi Tết à. Đúng rồi. Lâu hoàn thân chị xem nè. Hoành 25 nha quý anh chị, 25. Hoành 25. Cái ngàn mét 6. Đồ quá trời nhiều. Chiều cao 1,8 m. Cây A19 em giao lưu 1,8 triệu nha chú anh chị. Dạ rồi, phép đổi cây luôn. Phép đổi cây luôn. Tiếp theo cây A20. Tiếp theo cây A20 nha chú anh chị, cô chú anh chị. Cũng là cây cuối clip của em luôn nha cô chú anh chị. Nụ quá trời nụ kẹo. Nụ nút rồi khỏi phải nói rồi. Chị an tâm đi. Tốt. Thằng Thông, nụ. Nụ nè. Bành bành không điều hết trơn. Biết nụ luôn. Hết biết nụ luôn chú chị ơi, nụ to không đó nghe cũng như vậy. Điều chứ. Hôm này là nở ra bông đẹp lắm nghe cô chú chị. Lại thấy mùa gió bông nhiều cánh đẹp luôn. Gió đẹp luôn nghe cô chú chị. Nằm ở tuốt trên cao hơi khó quay. Quá cao. Quá cao. Mình thân chú chị xem nghe. Mình nghe đây là 25 gửi nha chú chị, 25 gửi. 25 gửi. Ủa, to to không? Cá ngang 1 mét gửi nha chú chị. Gửi. Chị cao. Chị cao. Cũng cao à. Quá trời nụ không? Mười bự không? Chị cao cái này kỹ luôn. Cái kế này đâu. Kỹ luôn. Đó. 2 mét này cô chú anh chị à, cao là 2 mét. Dưới không chịu xuống ta. Cây A20 này em giao lưu với cô chú anh chị là 2,2 triệu nha cô chú anh chị. 2,2 triệu. Rồi, 2,2 triệu cả 20. Quá trời, cái nụ. Nụ thôi khỏi chè được kẹo chi chích luôn. Nụ là bành bành. Quá sáu bự rồi, hát biết luôn rồi. Bông đẹp. Không đẹp luôn nha cánh chị. Cánh khích. Quá trời đủ. Dạ rồi. Xin chào hết luôn. Rồi. Xin chào chú anh chị ha. Rồi, chào anh. Chào luôn chú anh chị ha. Rồi, trân trọng kính chào. Rồi, chào chú anh chị ha. Ừ, nào liên hệ tiếp nhau và số lượng sĩ liên hệ tới vườn luôn nha chú anh chị. Trân trọng kính chào.